sám văn. Lại từ vô thỉ đến nay, không hay tu bố thí trì giới nhẫn nhục từ bi hỷ xả, không tu hết thảy pháp trợ bồ đề. Vì thế nên không có trí huệ làm chướng bồ đề tâm, bồ đề nguyện, bồ đề hạnh. Ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: bố thí có ba loại: tài thí, pháp thí, vô quý thí. Dùng tâm thành từ bi giúp người, cho dù bố thí rất nhỏ cũng có phúc báo lớn. Vào năm 1990, ở Thiên Tân có một thanh niên trúng số đến mấy vạn, làm chấn động vùng này một thời. Đài truyền hình còn làm một màn phỏng vấn đặc biệt. Té ra mấy năm trước, anh từng gặp một cô bé ăn xin, gầy ốm dơ xương, y phục lam lũ. Động lòng xót thương nên đã vét hết số tiền 2 đồng hiện có trên mình cho cô bé. Chính nhờ 2 đồng bố thí này mà anh chiêu cảm phúc báo trúng số lớn hiện tại. Điều này chứng minh giúp người thực tế là giúp mình. Nhân nhỏ mà quả to như thế, Phật cũng đã từng kể cho chúng ta nghe. Qua câu chuyện này chúng ta phải hiểu, những người chuyên mưu sinh bằng cách cướp giật tiền của người, tức là đã gieo nhân nghèo thiếu bần cùng vĩnh viễn. Nếu họ trả báo nhẹ thì cũng tùy theo mức độ phạm tội nặng nhẹ mà bị sinh làm tôi tớ hoặc súc sinh để trả nợ. Kẻ được giàu sang là do gieo nhân bố thí, nhưng bố thí không phải là độc quyền của người giàu. Công đức không quyết định nơi tiền của nhiều ít mà ở chỗ phát tâm. Cho nên chiếu theo điều trên, kẻ nghèo hèn vẫn có thể bố thí tu phúc. Trong Chúng Kinh Soạn Tạp thí dụ kể rằng, kẻ nghèo thiếu mà tiết kiệm nhín chút bố thí, phúc báo về sau thu được vô lượng vô biên. Thí như thời quá khứ có một quốc vương thiết tiệc cúng dường Phật và chúng tăng. Lúc đó có một bà lão nghèo tùy hỷ đóng góp vào ít lạng đậu. Phật nói bà già nghèo này thu được phúc nhiều hơn quốc vương, bởi vì bà đã dốc hết toàn lực. Năm 2007, tạp chí Độc Giả số 15 đã đăng một bài: làm từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm. Và tường thuật rõ câu chuyện có thật như sau. Ngày 16 tháng 2 năm 2007, vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc vì muốn giúp trẻ em phi châu bần khốn nên tổ chức dạ tiệc từ thiện tại Trang Viên. Khách được mời tham gia toàn là những phú thương nổi tiếng. Có một bà nọ không được mời, lại dẫn theo một bé gái xin vào tham dự đóng góp. Nhưng khi họ vừa đến cổng thì bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Thế là bé gái tên Lucy bèn đưa số tiền của em cho bảo vệ, nhờ anh chuyển giao giùm và nói: làm từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm. Thế thì việc làm xuất phát từ trái tim thuần khiết như vậy có xứng đáng được mời vào tham gia dạ yến từ thiện của đám cựu phú giàu sang chăng? Ông Buffy Speso nghe được, lập tức mời bà nọ cùng bé gái vào tham dự. Kết quả, nhân vật chính của từ thiện đêm đó không phải là ngài tổ chức, cũng không phải là ngài Buffy Speso đã đóng góp 3 triệu đô la, cũng không phải là ngài Lai Chiu đã bỏ ra 8 triệu đô la, mà chính là bé Lucy. Cho dù em chỉ đóng góp vỏn vẹn có 30,25 đô la, nhưng em đã vinh dự nhận được tràng pháo tay vang dội, làm chấn động cả hội trường. Và câu nói chủ chốt của đêm yến tiệc đó cũng chính là câu tuyên bố bất hủ: từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm. Hôm sau, giới truyền thông Mỹ Quốc xôn xao, đồng lấy câu tuyên bố này làm tựa chính và cho tải đăng tường thuật toàn bộ câu chuyện đã xảy ra nơi buổi dạ tiệc từ thiện ấy. Sau khi xem báo xong, nhiều người dân cũng xôn xao xin đóng góp cho trẻ em nghèo phi châu. Xem qua câu chuyện này rồi, là đệ tử Phật, chúng ta có thể khẳng định, giống như bà lão nghèo trong kinh Phật, tại buổi dạ tiệc từ thiện đó, bé Lucy đã đóng góp toàn bộ số tiền dành dụm của em, nên ngay đêm đó đã thu hoạch phúc báo vô lượng vô biên, vượt qua các nhà cử phú nổi tiếng từng hiến tặng hàng triệu đô la kết sụ. Ha ha ha, 问什么的说